thế giới biến động không ngừng, đan xen nhiều rủi ro và thách thức. Trên hành trình 25 năm qua, có dấu chân chúng tôi trên khắp nẻo đường. Vietcombank Leasing, người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trên con đường đi đến sự thịnh vượng chung. Vietcombank Leasing đồng hành cùng phát triển. Thành lập năm 1998, Vietcombank Leasing là công ty con của Vietcombank, ngân hàng có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Vietcombank Leasing là một trong những công ty đầu tiên tham gia vào hoạt động cho thuê tài chính, hoạt động tín dụng hoàn toàn mới tại Việt Nam, là địa chỉ tin cậy dành cho các khách hàng đang tìm kiếm giải pháp tài chính nhanh gọn, lãi suất phù hợp cùng dịch vụ khách hàng vượt trội. Trong suốt 25 năm qua, Vietcombank Leasing đã từng bước phát triển, dư nợ cho thuê tài chính liên tục tăng trưởng, năng lực tài chính luôn được nâng cao và mở rộng địa bàn hoạt động. Với thế mạnh về nhân sự, công nghệ cùng tiềm lực tài chính vững mạnh, Vietcombank Leasing tự hào là một trong những công ty cho thuê tài chính hàng đầu, có thị phần cho thuê lớn, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển thị trường cho thuê tài chính Việt Nam. Đến nay, quy mô tổng tài sản của Vietcombank Leasing đã đạt mốc 6.000 tỷ đồng, dư nợ 5.100 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng, nhằm mang đến dịch vụ hoàn hảo và các giá trị tốt nhất cho khách hàng. Vietcombank Leasing đã đa dạng hóa danh mục sản phẩm và dịch vụ. Ngoài cho thuê tài chính thông thường, Vietcombank Leasing đã và đang cung cấp dịch vụ mua và cho thuê lại, cho vay bổ sung vốn lưu động và cho thuê vận hành. Với các hoạt động này, Vietcombank Leasing đã triển khai được các giải pháp tài chính toàn diện, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho khách hàng. Mạng lưới khách hàng và thị phần hoạt động của Vietcombank Leasing liên tục được mở rộng. Đến nay, Vietcombank Leasing đã thiết lập được quan hệ kinh doanh thân thiết với gần 500 khách hàng, thuộc nhiều loại hình doanh nghiệp tại các địa bàn trên toàn quốc. Đẩy mạnh bán hàng theo chuỗi và hệ sinh thái, đặc biệt với các khách hàng doanh nghiệp lớn trên cơ sở hệ sinh thái của hệ thống Vietcombank. Vietcombank Leasing luôn tạo được môi trường làm việc chuyên nghiệp, có chính sách đãi ngộ xứng đáng giúp cán bộ nhân viên có thể học hỏi, sáng tạo và cống hiến. Cho tới nay, Vietcombank Leasing đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, cán bộ nhân viên vững vàng nghiệp vụ và luôn nhiệt tình cống hiến, đồng sức đồng lòng cùng công ty phát triển. Trong suốt chặng đường 25 năm đồng hành cùng thị trường cho thuê tài chính Việt Nam, Vietcombank Leasing đã khẳng định và duy trì vị thế là một trong những công ty dẫn đầu trong dịch vụ cho thuê tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển bền vững. 25 năm với biết bao thăng trầm khó khăn nhưng cũng đã ngân lên những nốt nhạc đầy tự hào. 25 năm với biết bao nỗ lực, quyết tâm của hàng trăm cán bộ nhân viên, công ty đã được đền đáp bởi nhiều thành tựu và kết quả xứng đáng. Tại Vietcombank Leasing, chúng tôi đem đến những lợi thế đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều loại hình doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước. Đó là dịch vụ chuyên nghiệp, nhanh gọn, thủ tục hồ sơ đơn giản, điều kiện linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng, lãi suất ưu đãi, cạnh tranh, tỷ lệ tài trợ cao tối đa lên đến 100% giá trị tài sản, không cần tài sản thế chấp, cung cấp cho khách hàng giải pháp tài chính đa dạng qua hoạt động leaseback, quan hệ đối tác, nhà cung cấp rộng rãi. Với tâm thế luôn hướng về khách hàng, thấu hiểu và chia sẻ, Vietcombank Leasing luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 bằng các hình thức như cơ cấu nợ, giảm lãi suất cho thuê. Ngoài hoạt động kinh doanh, Vietcombank Leasing luôn xác định rõ tầm quan trọng của công tác an sinh xã hội. Những trái tim của Vietcombank Leasing luôn hướng về cộng đồng, sẵn sàng lan tỏa tinh thần nhân ái và chia sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Bằng quyết tâm cao, Vietcombank Leasing đã có những bước tiến vững chắc, sẵn sàng chinh phục mục tiêu trở thành công ty cho thuê tài chính hàng đầu Việt Nam, có đủ sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập quốc tế. Tiếp tục tăng cường năng lực tài chính, phát triển đa dạng sản phẩm cho thuê tài chính để đem đến giải pháp phù hợp nhất cho khách hàng. Vietcombank Leasing luôn cam kết mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Vietcombank Leasing, người bạn đồng hành đáng tin cậy, cùng khách hàng phát triển, hướng tới những thành công. Vietcombank Leasing, 25 năm đồng hành cùng phát triển.